每突然撞破那套牢被我解锁，逆转的绵长躯壳如破魔，像尽头又越犯中错。迷惑一迷迷会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。没分左思想飞出天际的一个，为了想清楚，寻真相再破。迷惑过，会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。困阻思想飞出天际再激堕，为了想清楚，寻一个结果。你来接，你来捏。Sim Nick đúng là nam thần cảnh sát. Hèn gì hèn giờ có nhiều người theo đuổi và người thắng cuộc là anh. Anh nghi ngờ Jane bị HIV. Là bạn gái của tôi lại cho tôi. Tôi là một người mang bệnh HIV.Tuy là anh bị bệnh, nhưng ý chí chiến đấu của anh mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Anh rất là dũng cảm. Lan đã gián tiếp giúp tôi quyết tâm công khai sự thật này. Kể từ hôm nay, tôi có thể thẳng thắn đối mặt với bản thân mình. Đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tương lai của anh. Vậy tức là sếp Nick không thích chúng ta quen nhau. Anh không hề suy nghĩ cho em. Anh cũng không thấy là em có suy nghĩ cho anh đó. Em chính thức chia tay với anh. Làm người có lúc thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô phải nhớ, cô không phải một mình. Ta phải xây dựng lại niềm tin từ đầu mới có thể thay đổi bản thân được. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Học viện Phong Lâm chia nhau ra điều tra, phải mau chóng điều tra ra tình hình bên trong. Làm lễ phường. Nè, uống thêm chút nữa đi. Chút đi. À, uống thêm đi. Uống tiếp đi. Hay, hay lắm. Uống tiếp đi. Hay quá. Hay lắm. Uống tiếp đi. Uống tiếp nè, đi. Sao vậy? Hay quá, hay quá. Hay quá. Chụp hình trước đi. Chụp hình đi. Tôi đi một lát nha. Cô làm cái gì vậy? Nhắn tin không trả lời, gọi thì không nghe. Tôi không làm phiền cô lâu đâu. Tôi muốn cô giúp tôi làm một việc. Cô từng nghe về Học viện Phong Lâm chưa? Chưa. Người đứng đầu tên là Benson Law, là một người đàn ông Hoa Kiều. Hắn chuyên mở các khóa học cải tạo cuộc đời. Tôi tưởng là hắn mở Học viện Phong Lâm chỉ là dùng phương pháp xấu để mà thu hút người đăng ký để mà học, gạt tiền học phí. Nhưng không phải vậy. Thì ra hắn có liên hệ với tổ chức bí mật của Trung Nam Mỹ. Tôi muốn cô điều tra thông tin của hắn. Có phải anh đang nói về khóa học tẩy não không? Đừng nói là cô có đi đó. Tôi có người bạn ở Nam Mỹ đã từng tham gia. Họ giống như một đội quân tàn khốc khống chế tù binh, khống chế mọi hoạt động của học viên. Bất kể ăn cơm, đi vệ sinh hay ngủ đều bị khống chế, và còn không ngừng bị tẩy não. May mà lúc đó bạn tôi kịp thời thoát ra được, nếu không đã nguy to rồi. Tôi cần thêm nhiều thông tin về chuyện này. Trên trang mạng ngầm có người chuyên môn nghiên cứu những tổ chức thần bí và cực đoan này. Anh cho tôi 10 phút, tôi sẽ tìm được nhiều thông tin hơn. Tìm được rồi. Thì ra 10 năm trước ở El Salvador, có một người tên là Ducalo đã thành lập một tổ chức bí mật tên là Cuộc Sống Thế Giới Phương Tây, thu hút được một lượng người theo dõi. Nhưng trong thời gian đó có nhiều người bị mất tích vô cớ. Một năm sau, chính phủ nơi đó đã xác định đó là một tổ chức phi pháp và trục xuất Ducalo ra khỏi nước. Hắn đi nhiều nước khác nhau ở Nam Mỹ và cuối cùng đến Canada, đổi tên thành Benson Law, sau đó thành lập Học viện Phong Lâm, mở khóa học cải tạo cuộc đời. Nhưng thật ra đó là khóa học tẩy não mà vẫn có nhiều người tham gia. Có tới 3.000 học viên, nhiều vậy sao? Nếu hắn ở Canada làm ăn tốt như vậy, tại sao lại tới Hồng Kông chứ? Học viện này đã mở được 2 năm. Lần lượt có học viên xảy ra vấn đề về tinh thần, còn lần lượt có người tự sát. Nên chính phủ lập tức niêm phong học viện, rồi đuổi những thành viên chủ yếu đi. Một tin tức lớn như vậy, tại sao Hồng Kông lại không có đưa tin hả? Bọn họ tìm những công ty công chứng thuyết phục truyền thông nơi đó giấu chuyện này đi, nên mới không có đưa tin. Sau đó Benson dẫn theo 4 học viên đến Hồng Kông, xây dựng lại Học viện Phong Lâm. Hiện nay đã có hơn 1.000 học viên. Họ còn động viên học viên uống chất bổ sung, nói là có thể bổ sung năng lượng sẽ khỏe mạnh hơn. Còn đề xướng ra tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Mọi thứ đều trúng hết. Chính là tên này. Cái máy tính này của cô cũng tra được rất nhiều thông tin. Vậy máy tính siêu cấp ở nhà tôi thì sao? Cô không cần nữa hả? Không cần tới xem nữa.
Bạn của tôi đã viết một lập trình liên kết điện thoại của tôi vào máy tính của anh. Tôi không cần tới cũng có thể xem được tài liệu ở máy tính của anh. Cô nói sớm đi. Máy tính siêu cấp đó là tôi cố tình làm cho cô. Cô đừng có nói qua loa đó. Anh yên tâm đi. Tôi đã chắc chắn lập trình đó có thể xài được. Sau này tôi đi Nepal sẽ phải nhờ vào nó. Đi Nepal? Đi làm gì hả? Đi thăm bạn. Đã hẹn lâu lắm rồi. Hơn nữa tôi không biết sẽ đi bao lâu. Vui thì ở lại lâu một chút. Tuần sau tôi sẽ đi viếng mộ sếp Trương. Hay là cô tới viếng sếp rồi mới đi? Được. Học viện Phong Lâm, phòng nhân viên. Không cần nhìn nữa. Bé Hân sẽ không tham gia vụ án lần này đâu, vì có liên quan tới Học viện Phong Lâm. Gần đây có thông tin nói là Học viện Phong Lâm là tổ chức hoạt động phi pháp. Cấp trên đã phê duyệt mở cuộc điều tra Học viện Phong Lâm để ngăn chặn xảy ra tội án rồi. Vụ án này sẽ nhờ sếp cổ ở bên CIB hỗ trợ. Chúng tôi bước đầu ước tính là Học viện Phong Lâm có khoảng 1.000 học viên. Họ thường dùng phương pháp ép buộc người khác đăng ký tham gia. Tôi đã cho Quyên đi điều tra. Anh ơi, lấy một tờ xem thử đi, khóa học cải tạo cuộc đời. Ấy, lấy một tờ xem thử đi cô. Chị Quyên. Bé Hân, là cô hả? Sao nhìn chị buồn vậy? Sao lại đi có một mình vậy? Sếp Sâm hôm nay nghỉ phép mà. À, Hân à, cô có thể đừng nói cho anh Sâm biết là cô có gặp tôi không? Vì tôi nói dối ảnh là tôi có hẹn với bạn học cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi muốn thư giãn một mình để giải tỏa thôi. Hay là cô với sếp Sâm cãi nhau hả? Ừ. Từ khi mà tôi thăng chức thì tôi phải theo dõi rất là nhiều vụ án cho nên rất bận rộn. Tôi lại còn bất cẩn đảo lộn hồ sơ của hai mục tiêu nữa chứ. Chuyện lớn vậy sao? Không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa bị sếp phát hiện ra nên cũng kịp thời sửa lại. Nhưng mà bị sếp chửi cho một trận. Vừa mới thăng chức mà đã phạm lỗi lớn. Thiệt là tệ quá. Vậy sếp Sâm có biết không? Tôi đâu có dám nói ảnh biết đâu. Ảnh thường nói tôi không thích hợp làm cảnh sát. Tôi không muốn bị ảnh xem thường tôi. Nhưng mà lại hay làm sai. Bỏ đi, tôi không sao đâu. Tôi đi dạo để giải tỏa một chút sẽ không sao. Chị Quyên à, tôi hiểu mà. Lúc tôi vừa mới chia tay với Rocky thì tôi cũng rất là buồn. Tại sao cô có thể trải qua nhanh như vậy? Thì tại vì Học viện Phong Lam nè, tôi đã tham gia khóa học cải tạo cuộc đời của họ và tìm lại được giá trị của bản thân mình. Hay vậy sao? Cô có rảnh không? Hay là tôi dẫn cô đi xem để tôi giới thiệu đại sư Benson là viện trưởng học viện cho cô biết. Chính ông ta đã thay đổi tôi. Tôi tin là chắc chắn sẽ giúp được cô đó. Ừ, được. Học viện Phong Lâm. Phía bên này nè. Cảm ơn mọi người. Hôm nay đã nghe tôi nói. Thật ra tôi đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Lâu nay không biết nói ra với ai nữa. À, không sao đâu. Cô yên tâm đi. Sau này có chuyện gì không vui cứ chia sẻ với chúng tôi. Ừ, đúng vậy. Phải tin tưởng chúng tôi. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Cảm ơn mọi người. À phải rồi, nghe bé Hương nói là đại sư Benson là một người thầy rất tốt. Tôi cũng muốn lên lớp của đại sư. Không biết là hôm nay đại sư có tới không? Chút nữa đại sư sẽ tới. Giờ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Ý Paul, sao có mình anh vậy? Đại sư Benson đâu? Đại sư Benson hôm nay có việc gấp. Toàn bộ lớp hôm nay sẽ bị hủy. Đại sư Benson sao không tới? Tôi đã đợi cả ngày rồi. Phải đó, tôi cũng có chuyện muốn hỏi đại sư. Tôi cũng vậy. Cô này là ai? À, cô là bạn của tôi, cô tên là Quyên. Chào anh, là bé Hương đã giới thiệu cho tôi. Tôi cũng muốn lên lớp của đại sư Benson để nâng cao bản thân mình. Tôi xin lỗi,
Đại sư Benson vì phải bảo đảm có thể chú ý tới các học viên nên số lượng học viên mỗi khóa đều có giới hạn, tạm thời không thể nhận thêm cô Quyên. Ngoài ra, đại sư Benson có dặn dò về sắp xếp bài học sắp tới. Vì có một số học viên biểu hiện không được tốt, đại sư Benson muốn dành nhiều thời gian hơn cho họ. Nên những học viên có tiến bộ và có biểu hiện xuất sắc sẽ được tốt nghiệp sớm, bao gồm Linh, Johnny và bé Hân. Hả? Nhưng tôi mới lên lớp thời gian ngắn thôi mà. Tôi còn tính đăng ký theo lớp chuyên sâu mới của đại sư Benson. Tôi muốn theo đại sư học hỏi thêm kiến thức. Bé Hân, đại sư Benson có xem qua biểu hiện của cô. Đại sư còn đặc biệt khen ngợi cô. Nói là cô rất có thiên phú, đã có đủ năng lực tự nâng cao bản thân. Cô yên tâm, nửa năm sau có lớp chuyên sâu, chúng tôi sẽ thông báo cho cô tham gia. Vậy được, tới lúc đó nhớ thông báo cho tôi biết. Đại sư Benson, không phải ông có việc gấp cần phải làm sao? Sao ông vẫn còn ở đây vậy? Chúng ta nhận học viên là đã giúp đỡ những người mất phương hướng cải tạo cuộc đời. Ánh mắt của cô gái tên Quyên này không giống bị mất phương hướng, hoàn toàn không giống có vấn đề. Nét mặt trước sau như một của cổ, rõ ràng là không phải tới tìm trợ giúp. Nhận cổ làm học viên chỉ làm lãng phí thêm một chỗ. Lúc nãy nghe cổ kể chuyện hình như không vui. Tôi còn tưởng mới là đại sư Benson nhìn thấu cô ta. Cô Quyên này là cảnh sát. Mục đích của cô ta tới đây là muốn điều tra chúng ta. Nhưng tôi không lo lắng việc bị người ta điều tra. Chỉ vì ngày Chủ nhật sắp tới là một ngày rất quan trọng đối với chúng ta. Tôi không muốn có sự sơ suất gì nên mới tìm lý do đuổi cô đi. Vậy tại sao lại đuổi luôn bé Hân? Cô thật sự giống muốn tới học mà. Bé Hân này cũng là cảnh sát luôn. Rất có thể là cô phối hợp với cô Quyên để vào đây điều tra chúng ta. Nói tóm lại, ngày Chủ nhật này không được có sai sót gì. Nên trong khoảng thời gian này không được để bé Hân tới học viện chúng ta lần nữa. Benson Blow, 52 tuổi, là người sáng lập ra học viện Phong Lâm. Theo thông tin mà sếp Sam đã cung cấp trước đó, chúng tôi đã điều tra thêm thông tin của hắn. Benson Blow, tên tiếng Trung là La Hán Dân, tên trước là Duncan, xuất thân trong một gia đình khá giả. Lúc 10 tuổi đã cùng gia đình di dân tới El Salvador. Theo như thông tin ở nơi đó, khi Benson 13 tuổi, được hàng xóm phát hiện ra hắn thường xuyên bị ba đánh đập. Thì ra, Benson là một người lưỡng tính, ba hắn cảm thấy như mình đã đẻ ra một con quái vật nên rất ghét hắn thường xuyên đánh đập. Trong quá trình trưởng thành của hắn đã chịu rất nhiều sự kỳ thị, áp lực tâm lý khi tính cách trở nên cực đoan, đã mắc bệnh ASPD, rối loạn nhân cách chống xã hội nhưng không được điều trị thích hợp. Một mặt khác, hắn có IQ cao, thành tích học tập tốt, học đại học, chuyên ngành hóa học còn đạt được học bổng nữa. Thật ra có rất nhiều người đứng đầu của tổ chức khủng bố đều có những đặc điểm vừa nói. Không lẽ hắn mắc bệnh ASPD rất nặng hay sao? Tôi đã lấy chất bổ sung của bé Hân mang đi xét nghiệm rồi. Theo báo cáo xét nghiệm cho thấy có sử dụng thành phần hydroperoxit, nhưng nồng độ vượt quá mức an toàn, có thể khiến thực quản và dạ dày bị tổn thương. Nếu nghiêm trọng sẽ bị bỏng niêm mạc nội tạng. Dân gian truyền rằng hydroperoxit có thể chữa nhiều bệnh lạ, ngay cả ung thư và HIV cũng có thể chữa được, nhưng hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Benson là học sinh giỏi môn hóa học. Loại chất bổ sung này là của bé Hân đem về từ học viện. Có khi nào là do Benson làm không? Chỉ bằng những chứng cứ này thì không đủ chứng minh Benson thông qua học viện Phong Lâm tiến hành hoạt động phi pháp. Nhưng trước đó tôi có cùng bé Hân đến học viện Phong Lâm một lần, không thấy bất kỳ chứng cứ giống tổ chức phi pháp. Tiếc là bây giờ không nhận học viên mới, bé Hân thì đã tốt nghiệp rồi, nên trong thời gian ngắn chúng ta không có cách nào trà trộn và điều tra. Hồng Kông được lập hội và tự do tôn giáo, nếu không có chứng cứ cụ thể, chúng ta không có quyền can thiệp hoạt động của cơ cấu tư nhân. Ủa bé Hân, không phải tôi kêu cô tới trễ một chút sao? Tới sớm như vậy? Phải, tôi có chuyện cần nói với sếp Sâm, nhưng vừa tới đã không thấy mọi người ở đây. Mọi người có chuyện giấu tôi phải không? Cô có chuyện tìm tôi hả? Tôi xin từ chức. Xin từ chức? Tại sao chứ? Sếp Sâm, cảm ơn sếp bấy lâu nay đã chỉ dạy tôi rất nhiều. Tôi cũng rất vui khi có thể làm đồng đội với mọi người. Nhưng tôi nhận ra cuộc đời tôi có rất nhiều điều chưa hoàn thiện. Tôi muốn tập trung tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của mình. Cô làm cái gì vậy? Học viện Phong Lâm hả? Bị tẩy não rồi hả? Từ chức cái gì? Đừng có vậy mà. Bé Hân à, cô tỉnh lại đi. Nếu đã từ chức
thì khó quay trở lại lắm. Benson đó không phải là người tốt đâu, đừng có tin hắn mà. Sao mọi người lại biết nhiều chuyện như vậy chứ? Chị Quyên nói cho mọi người biết hả? Tôi không quan tâm mọi người suy nghĩ ra sao, nhưng làm ơn mọi người đừng bôi nhọ đại sư Benson. Đại sư là một người tốt, nếu như không có ông ta thì bây giờ tôi vẫn còn đang lạc lối, tôi không thể tìm được phương hướng cho cuộc đời mình. Bé Hân à, bình tĩnh lại đi, vào phòng hãy nói. Không cần đâu, tôi đã quyết định rồi. Nè, đừng đuổi theo. Bây giờ có nói gì cũng sẽ không nghe đâu. Để cô bình tĩnh lại trước đi. Cô đúng là bị tẩy não rồi. Không còn cách nào khác, chúng ta phải tìm ra bằng chứng mới được. Nếu không thì cô nói gì cũng không tỉnh. Cuộc thi võ karate nhà trường năm 2011, quán quân Khương Hân Hân. Cuộc thi điền kinh nhà trường năm 2012, quán quân Khương Hân Hân. Alo, Annie, tôi là bé Hân nè. Tôi vừa nhận ra mình chỉ có một loại chất bổ sung thôi. Nhưng mà tôi tốt nghiệp rồi thì không được vào học viện. Khi nào cô đi học viện có thể lấy giùm tôi mấy lọ không? Được thôi, chút nữa tôi sẽ lấy giúp cô. Hôm nay là chủ nhật mà. Bình thường học ngày 24/6 mà phải không? Tôi cũng không rõ nữa. Đích thân đại sư Benson gọi tới, kêu chúng tôi đến học viện. Nói là hôm nay có tiết đặc biệt, thực hành sự quang vinh của mạng sống. Thực hành sự quang vinh của mạng sống. Tôi cũng muốn đi nghe nữa. Không được, chút nữa tôi phải tới học viện năn nỉ đại sư Benson cho tôi lên lớp. Nè, Rocky, nghe tin là bạn gái của anh từ chức rồi hả? Cái gì vậy? Không phải bạn gái anh ta nữa, anh ta với bé Hân chia tay rồi. Bé Hân từ chức sao? Lúc nãy gặp được Sa Thần là anh ta nói cho chúng tôi biết đó. Không cần hỏi, chắc chắn là vì lý do chia tay với anh, không muốn gặp lại nhau trong sở cảnh sát thôi. Không thể nào, lần trước tôi thấy cổ ở căng tin, cổ còn chào hỏi với tôi, gọi tôi ngồi xuống mà. Trước đó cổ nói với tôi tham gia khóa học cải tạo cuộc đời ở học viện Phong Lâm. Tôi thấy cổ vui vẻ lắm, còn rủ tôi đi chung nữa. Mấy khóa học cải tạo đó thực chất là lừa gạt tiền bạc thôi. Bị người ta lừa không bằng tìm tôi, cùng lắm tôi lấy nửa giá thôi. Alo, bé Hân, mọi người nói em từ chức có phải là thật không? Xin lỗi nha, bây giờ em thật sự không rảnh đâu, em gọi lại cho anh sau nha. Nè, bé Hân. Em rất gấp đi lên lớp, vậy nha. Mọi người có nhớ lần đầu tiên tôi lên lớp cho mọi người, tôi có hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì? Mọi người trả lời sao? Có người nói là nối dõi tông đường, có người nói là phải kiếm thật nhiều tiền, có người nói là cống hiến cho xã hội. Nhưng tôi sẽ nói tất cả đều sai hết. Con người sống trên thế giới này thực chất đã là sai rồi. Con người là tế bào ung thư của thế giới, sẽ chỉ có phá hoại mà không có cống hiến nào. Con người với con người đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng, chỉ có kỳ thị thù hận, công kích lẫn nhau. Chỉ cần con người biến mất khỏi thế giới thì thế giới mới có thể sẽ được trùng sinh. Đây mới là ý nghĩa cuối cùng của con người, đó là sự quang vinh của mạng sống. Chất bổ sung phát cho mọi người trước đó chắc cũng dự uống hết rồi. Hôm nay tôi đã cố tình chuẩn bị một loại chất mới để chia sẻ với mọi người. Loại chất này có thể đưa chúng ta đi tới một giai đoạn mới, đột phá bản thân, sống thật với mình. Tiết học này tôi sẽ cho mọi người biết rốt cuộc ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời là cái gì. Alo Kiệt à, tôi đang ở học viện Phong Lâm nhưng cửa chính bị khóa rồi, cô có biết họ còn chi nhánh nào khác không? Nè, không nói với cô nữa. Nè, bé Hân, em làm gì đây vậy? Ủa, sao anh lại ở đây? Anh cố tình tới tìm em đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì sao em lại từ chức chứ? Bây giờ em không có thời gian để giải thích với anh đâu. Em nói chuyện với anh sao vậy? Anh đừng có làm phiền em nữa mà.
Sao anh lại đi theo em chứ? Sang à? Đứng lại đó. Không muốn chết thì đừng qua đây. Xung quanh đều là chất độc thần kinh. Hết vào sẽ có chuyện đó. Đây là chất bổ sung mới mà tôi đã bào chế, và cũng là chất độc thần kinh. Khi đập bể cái bình, chất độc đó sẽ hóa thành khói độc. Sau khi hít vào, chất độc đó sẽ khiến con người không thể thở được và cơ thể co giật. Trong vòng vài phút sẽ ói máu mà chết. Còn cái bình màu xanh nhạt này tuy là không quá khí, nhưng sau khi uống vào thì cũng sẽ chết. Hôm nay là ngày đại quang vinh của chúng ta. Chúng ta sắp có thể sẽ giúp cho nhân loại thực hiện ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời. Tôi có như ngày hôm nay đều nhờ vào đại sư. Ông ta đã cứu tôi, thay đổi tôi. Đạo lý và mục tiêu của ông ta đều là muốn tốt cho thế giới này. Nhưng ông ta lại muốn tôi đi giết người. Tôi thật sự không làm được. Tôi không thể phản bội đại sư, nên chỉ có thể chọn cách chết. Đâu gọi xe cấp cứu ngay đi. Đã quá trễ rồi, hai người đi cứu những người khác đi. Đại sư đang ở lầu 2. Ông ta muốn cùng những học viên khác uống chất độc chết. Còn Paul và ba người kia đã mang chất độc cô đặc đến nơi đông người. Sau khi đập bể, bình chất độc tiếp xúc với không khí trở thành khí độc. Khi đó sẽ chết rất nhiều người. Hôm nay sẽ là ngày đại quang vinh của học viện Phong Lâm chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại niềm tin với nhau, xây dựng lại thế giới này, tin tưởng người khác, giúp cho thế giới tốt hơn. Nhất định phải mau chóng ngăn chặn bọn họ. Sắp sao? Tin tưởng người khác. Giúp cho thế giới tốt hơn. Tất cả chúng ta cùng nhau uống. Đừng uống, có độc đó. Sao vậy? Đừng uống. Đừng uống. Nè. Gì lâu sao? Vậy ông có biết là sẽ hại chết rất nhiều người không? Ông muốn chết là chuyện của ông, sao lại kéo theo người khác vào cuộc chứ? Loài người chỉ có diệt vong mới có thể khiến cho trái đất này, khiến cho những giống khác, loài khác trùng sinh. Không phải ông nói là tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn sao? Cô tin thật sao? Con người đúng là buồn cười, lại đi tin rằng có thể cải tạo cuộc đời. Tôi đã cố gắng 50 năm rồi. Cho dù tôi có thể thay đổi bản thân thì cũng không thể thay đổi thế giới được, thay đổi những người khác được. Muốn cứu lấy thế giới này chỉ có một cách duy nhất, là loài người phải diệt vong. Nói đi, ông bảo nói gì, người kia đã đi đâu đi? Gọi xe cấp cứu. Tâm, nhớ là đừng để tình hình quá hoảng loạn. Tôi sẽ sắp xếp với bộ phận khác phối hợp với anh. Hãy cẩn thận. Sâm đã gửi hình Benson chụp với 4 thành viên khác, gồm có anh Đông, Bôn và Sally. Vẫn chưa biết ba người họ đang ở đâu. Rất có thể là sẽ mang chất độc hóa khí đến nơi đông người để mà giết người. Quy Hiếu, lập tức phát tán tấm hình đi. Dạ sư. Tôi thử dùng số điện thoại của họ để tìm ra vị trí của họ. Tôi sẽ sắp xếp đội tuần tra các khu vực, bộ giao thông, bộ cơ động, bộ tiên phong và trọng án cùng nhau hợp tác, và sẽ gọi thêm bên tổ B hỗ trợ. Nhất định phải ngăn chặn bọn họ trước khi hành động, nếu không hậu quả sẽ khó lường đó. Sao rồi? Benson đã uống chất độc rồi. Đại sư Benson, tôi xin ông đó, ông hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là bây giờ bọn họ đang ở đâu vậy? Ngài đại quang vinh, cuối cùng thế giới cũng có thể tái sinh rồi.
ông ta vẫn không chịu nói là họ đã đi đâu. Những học viên khác đang ở đâu? Ở phòng kế bên. Tất cả hả? Phải xem những học viên xem có manh mối gì hay không. Dạ sợ. Bé Hân, ở đây không ai quen thuộc chỗ này hơn cô. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ, xem thử có manh mối gì hay không. Cảnh sát, anh à, kiểm tra giấy tờ. Đứng lại. Sếp Mặt đã bắt được một trong những nghi phạm. Chúng ta đã bắt được một trong những nghi phạm. Bên này chính là chất độc mà họ đang mang theo. Lập tức phân phát tấm hình này cho các đồng nghiệp khác đi. Dạ sao? Sao? Tất cả tín hiệu của các số điện thoại đều ở học viện Phong Lâm. Chắc họ không có mang theo điện thoại, không theo dõi được vị trí. Tâm. Sao rồi sếp ạ? Đồng đã bị bắt rồi, nhưng vẫn chưa tìm được Bone và Sally. Cậu mau tìm xem có manh mối gì hay không. Dạ sao? Sao rồi bé Hân, nghĩ ra gì không? Cô suy nghĩ kỹ lại xem, trước đó Paul với lại Sally có nói gì với cô hay là tiết lộ điều gì hay không? Trước đó Benson có nhắc tới chỗ nào không? Không có, tôi thực sự không nghĩ ra được gì. Theo lời nói của San thì Paul và Sally chắc chắn sẽ đi những nơi đông người. Vào giờ này nơi nhiều người nhất chắc là đường phố, tức là khu du tiêm dưỡng và vịnh Đồng La. Lúc nãy Đông bị bắt ở quảng trường tượng Hoàng hậu, đã có đồng sự ở đó. Không được, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Rocky, anh cùng với bé Hân đến dưỡng giác. Ông quá, anh đến thăm thủy bộ Sa Thần, anh đến tìm sao chỉ. Tôi sẽ đến vịnh Đồng La, xuất phát. Yes sir. Tôi nghĩ ra rồi. Mỗi ngày Paul đều lái xe đón Benson. Xe của Paul không có ở đây, có nghĩa là đã lái xe đến nơi để hành động rồi. Tức là nếu tìm thấy chiếc xe đó sẽ tìm được Paul. Cô có nhớ xe đó là xe gì, với biển số xe là số mấy hay không? Tôi chỉ nhớ là một chiếc xe 5 chỗ màu xanh dương. Biển số xe là biển tự đặt. Tôi không nhớ là gì nữa. Không sao, ở dưới có camera mà. Chắc là cô quay được biển số xe. Nhưng máy vi tính ở học viện chỉ có Benson và bốn người họ có mật khẩu thôi. Paul đã lấy xe của mình xuất phát, nhưng bé Hân không nhớ được biển số xe. Chỉ nhớ biển số là biển tự đặt mà thôi. Biển số xe có thể kiểm tra được ở bộ phận vận tải. Cô biết tên chính của Paul hay có thông tin giấy tờ gì hay không? Mọi thông tin của học viện đều ở trong máy tính, chúng tôi không mở được. Bé Hân nói là Paul không bao giờ kể chuyện của mình. Sếp Mạc, chúng ta chia ra tìm, có tin gì sẽ liên hệ lại. Nguyên à, cô từng tới học viện Phong Lâm có thấy xe của Paul không? Hình như tôi có thấy một biển số xe đặc biệt. Maple 811. Maple? Là lá phong, tức là học viện Phong Lâm. 811. Hôm nay là ngày 11 tháng 8, họ đã sớm kế hoạch hôm nay sẽ hành động. Thông báo cho bộ giao thông, khi phát hiện chiếc xe này phải lập tức chặn lại. Yes, yes sir. Quyền, trí nhớ của cô thật tốt đó. CAB chúng tôi cần đào tạo qua lớp huấn luyện trí nhớ, dùng phương pháp liên tưởng ký ức nhớ lại các sự việc. Quyền nổi tiếng là có trí nhớ tốt, trí nhớ của cô là số 1 trong học viện cảnh sát. Hy vọng hôm nay không phải là ngày diệt vong của Hồng Kông. Sếp cổ à, trí nhớ của Quyền tốt như vậy, cậu cũng đã từng gặp mấy người ở học viện Phong Lâm rồi. Tôi muốn cậu có thể ra ngoài hỗ trợ. Đương nhiên là được rồi. Giao thông 34 kêu gọi,
hiện giờ đang ở đường liên hợp gần đường ao Đá Lão, phát hiện mục tiêu đi về hướng đường Tim Sa Chủy, biển số tự đặt. Mabel 811, bây giờ đang đuổi theo, báo cáo hết. Alo, anh Sâm. Paul đã bị chúng tôi bắt rồi. Bên em có tin gì về Sally hay không? Mọi người giữa dưỡng giác tìm rất lâu cũng không phát hiện được gì. Bé Hưng mới nhớ ra là Sally từng nói là cổ ở thăm tỉnh, nên mọi người đã qua bên này tìm xem. Ok, có tin gì lập tức báo nhỉ? Ừ, được, bye bye. Sao rồi, có manh mối gì không? Đã hỏi hết đồng sự và mấy nhà hàng xóm, không ai thấy Sally. Bây giờ chỉ còn mình cô ta, tôi thì không có địa chỉ nhà. Không lẽ phải đi gõ cửa từng nhà tìm sao? Sao vậy? Tôi nhớ là ở ngoài học viện Phong Lâm cũng có trạm xe buýt số 865. Rất có thể Sally sẽ ngồi tuyến xe buýt này về. Cô có nhớ bình thường cô mấy giờ tới học viện Phong Lâm không? 9 giờ sáng mỗi ngày Sally sẽ tới học viện làm công việc hành chính. Xe buýt có lịch sử bắt đạt thông. Thời gian từ thâm tỉnh đến học viện Phong Lâm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Chúng ta chỉ cần tìm ra chiếc xe buýt 865 bắt đầu chạy từ đêm vào khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày thì có thể tìm ra được thông tin bắt đạt thông của Sally. Còn có thể tra được cô ta đang ở đâu? Tôi sẽ báo mọi người ngay. Sếp ạ, chúng tôi đã xem lại lịch sử bắt đạt thông của tuyến xe buýt 865 trong một tháng gần nhất. Trong đó có hai thẻ đều là khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày từ trạm thâm tỉnh lên xe. Thời gian và địa điểm cuối cùng mà hai thẻ này được sử dụng lần lượt là 6 giờ 8 phút chiều ở trạm Trung Hoàng và 6 giờ 20 phút ở cửa hàng tiện lợi đường Đại Hà, khu Thuyên Vịnh. Lập tức gửi hai vị trí này cho đội AB, tôi sẽ gọi Nam Tân Giới và tổng khu cảng đảo hỗ trợ. Yes, sir. Ở Thuyên Vịnh và Trung Hoàng đều sẽ có rất nhiều người vào giờ này. Đông thì tới quảng trường tượng Hoàng hậu, Pôn thì tới Tim Sa Chủy, cảng cũ cũng có người tới. Vậy Sally chắc chắn tới Tân Giới, tức là Thuyên Vịnh. 6 năm trước, tôi cùng mấy người bạn đã quen mười mấy năm đi Lan Quế Phường uống nước. Một trong số họ, nhân lúc tôi say, rồi xâm phạm tôi. Người phạm lỗi không phải là tôi, nhưng người chịu hình phạt tại sao lại là tôi? Lập tức tới Trung Hoàng. Cái gì? Sally từng bị người khác xâm phạm ở Lan Quế Phường, chắc chắn cô sẽ muốn tới đó để giết người. Đi Trung Hoàng. Sâm, anh tới chưa? Anh nhìn thấy mọi người rồi. Sếp Sâm, sếp Sâm. Sếp Sâm, đội bên mới tới cửa hàng tiện lợi ở đường Đại Hà, khu Thuyên Vịnh. Kiểm tra camera, xác nhận người đó không phải là Sally, cũng không có liên quan đến học viện Phong Lâm. Vậy có khả năng là sẽ tới đây. Nhưng mà ở đây nhiều đường nhỏ với quán bar trên lầu, Lan Quế Phường càng tối càng đông, chúng ta chỉ có 4 người sao mà tìm ra? Tất cả và đội PTU đã tới đây hỗ trợ chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhất định phải ngăn chặn được Sally trước khi cô hành động, nếu không thì sẽ lớn chuyện đó. Chúng ta chia ra tìm. Rocky, anh đi lên kia, chúng ta đi bên này. Yes, sir. Ủa, nhìn có kìa, có kìa. Nhìn đó, nhìn quá. Nhìn gì vậy? Thấy rõ không? Không biết nữa. Uống gì vậy chứ? Ngày Đại Quang Vinh đã sao tới. Sao lại làm vậy? Ngày Đại Quang Vinh đã tới. Biết nói gì nữa. Để cho thế giới được trùng sinh. Hôm nay sẽ là ngày Đại Quang Vinh. Là Sally. Con người chính là tế bào ung thư của thế giới. Chỉ có con người biến mất thì thế giới này mới có thể đi tới trùng sinh. Con người với con người đã không còn niềm tin nào. Ai nấy cũng đều là linh hồn tà ác, ích kỷ. Càng ngày càng đông người không phải là cách, lập tức sơ tán mọi người đi. Tuyệt đối không được bước dây động rừng, lỡ kinh động đến Sally của lập tức hành động thì nguy to. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Rocky, tôi nhanh lên xem thử, hãy ở đây tự lo đi. Một trận diệt vong mới,
có thể thanh tẩy linh hồn dơ bẩn để chúng ta có thể trùng sinh. Cửa khóa rồi. Ê, đừng phá cửa, như vậy sẽ kích động đến cô ta. Lần sau chúng ta uống tiếp. Vậy đi, uống thêm một ly thôi. Uống một nữa, ly thôi mà. Một ly gì chứ? Đi. Gọi xe chưa? Gọi rồi. Nè, nè, làm gì vậy? Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Cùng chào đón ngày đại quang vinh. Mỹ Hưng, cô phản bội chúng tôi. Cô đã bị bắt vì liên quan tới tội cố ý mưu sát. Đi. Cũng may là chị Quyên thông minh, kịp thời đã nghĩ ra dùng flycam để phân tán sự chú ý của cô ta. Cũng may là kịp thời bắt được cổ. Ở chỗ này chậm trễ một chút là sẽ thương vong rất lớn. Của anh bị sao vậy? Lúc nãy anh có bị dính chất độc hay không? Để tôi gọi xe cấp cứu cho anh. Không cần phải gọi đâu. Anh bị thương lúc nào vậy? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đừng lo lắng, anh không sao đâu. Lúc nãy trên sân thượng bất cẩn bị thương thôi. Anh không có dính chất độc. Anh còn tưởng là em không quan tâm tới anh, thì ra em vẫn lo lắng cho anh. Anh xin lỗi, xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng là do anh. Là anh không tốt, anh không nên dễ dàng từ bỏ. Em có thể tha thứ cho anh không? Hết chuyện rồi. Phải đó. Quay lại đi. Phải đó. Phải đó, quay lại đi. Quay lại đi. Hai người suy nghĩ kỹ lại đi. Chút nữa các con đường Lan Quế Phường đều kêu quay lại thì ngại lắm đó nha. Nhớ lời anh ta đi. Thanh niên trẻ, càng đảm lên, hôn cổ đi. Vậy mới phải mà chứ. Hôn cổ đi. Bên pháp y đã xét nghiệm sơ bộ, xác nhận Benson và Sang đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Và chất độc mà họ uống và hít vào cũng đều là chất độc thần kinh giống với ba người còn lại. Còn ba người kia cũng đã chính thức bị khởi tố rồi. Tên Benson này, một mình hắn chết thì thôi đi, còn kéo theo mọi người nữa, muốn kéo theo nhiều người chết chung chắc. Thật ra bốn người họ cũng rất tội nghiệp. Trong lúc lạc lối đã gặp phải tên ma quỷ Benson này, bị hắn khống chế mà thôi. Cũng may là bé Hân kịp thời tỉnh ngộ. Về bé Hân thì... Xin lỗi sếp, là tôi ngu, là tôi nhất thời không vui, bị người ta dắt mũi, đăng ký vào học viện Phong Lâm. Sếp Mạc, thật ra chuyện này do tôi xử lý không tốt, khiến bé Hân không vui mới xảy ra chuyện thôi. Hey, thật ra cũng không thể trách hai người, muốn trách phải trách thế lực bên ngoài cản trở nên mới như vậy. Tôi thừa nhận là trước đó tôi đã có thành kiến và không công bằng với Rocky và bé Hân. Ngồi xuống đi. Mọi người có cần tranh nhau nhận lỗi hay không vậy? Tôi đâu có ý định truy cứu chuyện gì. Tôi chỉ muốn nói là bé Hân lần này sai, nhưng gặp may đã gián tiếp phát hiện ra âm mưu ngày đại quang vinh này, cuối cùng mới có thể cứu được nhiều người. Nói như vậy tức là do sếp Nít chia cắt đôi nguyên ương, gián tiếp làm được công lớn. Tối nay phải mời ăn cơm. Được đó. Anh còn dám nói nữa. Lần trước anh bỏ phí tâm ý của sếp Mạc rồi đó. Nếu như mọi người ở đây muốn sếp Mạc mời,
thì dù có hẹn với ai cũng quỷ bỏ hết. Được được được, tôi sẽ kêu vợ của tôi tối nay tự ăn một mình thôi. Sinh nhật âm lịch hay dương lịch gì đó của ba tôi cũng qua rồi, hôm nay tôi được rảnh. Tôi lâu nay đều đi một mình không hẹn với ai hết. Được rồi được rồi, nếu mọi người đã nể mặt thì tôi sẽ đặt bàn mời ăn cơm. Tối nay gặp ở căng tin. Lại căng tin cái gì vậy? Bỏ đi. Nghĩ sao lại căng tin nữa vậy? Hạo Nhiên, chú, con sắp phải đi rồi, chắc là thời gian tới sẽ không tới thăm chú được. Nhưng chú yên tâm, con sẽ tiếp tục điều tra vụ sát hổ, giúp chú tìm ra kẻ chủ mưu. Hai tháng nữa tôi cùng bé Dân đi di dân đến châu Âu. Không ngờ cô còn đi sớm hơn tôi. Thật ra cô cùng bé Dân rời khỏi Hồng Kông cũng là một chuyện tốt. Sau khi ba bé Dân đi, bé Dân trở nên im lặng. Lâu lâu cô tới chơi điện tử với bé Dân, mới thấy nó cười thôi. Bé Dân, hay là sau này chúng ta hẹn nhau chơi game trên mạng nha. Thật hả? Nhưng mà nhất định phải làm xong bài trước, nếu không chị không chơi với em đâu. Ừ. Hay là trước khi đi chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi. Để tôi chụp giùm cho. Cảm ơn. Con muốn chụp với sếp Xanh và chị Hỷ. Được thôi. Nè. Nè, đứng giờ. Cô đứng giữa đi. Chị ơi, chị đứng ở đâu? Phải đó, vào đi. Cô đứng giữa đi. Nhìn bên này nha, 3, 2, 1. Ok. Hình có đẹp không? Cũng đẹp lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.